Mệnh phát tài, nơi soi sáng vận mệnh cuộc đời. Bảo lộc cực lớn, Mậu Thân 1968, đúng cuối tháng này tiền bạc ùn ùn kéo về, trúng số 100 tỷ. Thưa quý anh chị tuổi Mậu Thân thân mến, chẳng có tương lai của ai là được cố định hoàn toàn hết. Tương lai của anh chị là bất kỳ điều gì do chính bản thân anh chị dựng xây. Đấy là lý do chúng ta hãy sống một cuộc đời rực rỡ, nhiệm màu và vinh hoa, tự viết ra câu chuyện của chính mình, tự cho mình đứng ở đích mà mình muốn đứng, hưởng những điều mà mình muốn hưởng, trải nghiệm những điều mà bản thân muốn trải nghiệm. Theo mệnh phát tài luận giải chính xác thì đúng cuối tháng này, bản mệnh tuổi Mậu Thân sẽ được các tinh soi chiếu, chính ấn chỉ đường, tiền tài thăng hoa. Bản mệnh từ đây cải vận thay mệnh, sống trong giàu sang. Từ nay cái mệnh Mậu Thân sẽ khác, tuy đã có tuổi nhưng chưa bao giờ là muộn, giới mong cầu phú túc an yên. Tuy nhiên, có một điều cần loại bỏ ngay khỏi cuộc sống của Mậu Thân nếu không muốn tán gia bài sản, đại họa triền miên. Phải không để mất thêm thời gian, anh chị hãy cùng mệnh phát tài đi tìm hiểu ngay nhé. Thưa anh chị Mậu Thân thân mến, tiền không mua được hạnh phúc. Nhưng thiếu tiền đồng nghĩa với việc có một tấm hộ chiếu để đến với sự khổ đau, bất lực trong vạn sự ở đời thường. Nên khi anh chị Mậu Thân còn có thể cố, mong anh chị hãy cố. Khi ta còn có thể chịu khổ, xin hãy can trường và kiên tâm. Nó sẽ đưa ra các lựa chọn giữa những ngã rẽ trong cuộc đời Mậu Thân. Trên con đường định hình tương lai sẽ có vô cùng nhiều chông gai và trắc trở. Đối thủ lớn nhất của anh chị không phải là đồng nghiệp, cũng chẳng phải là bạn bè, cũng không phải là những người cạnh tranh. Nhìn vào gương, anh chị sẽ thấy đối thủ lớn nhất của chính mình. Mỗi lần anh chị muốn chăm chỉ, đấy là kẻ sẽ kéo anh chị lại. Mỗi lần anh chị muốn máu lửa dựng xây, đấy sẽ là kẻ khiến anh chị nhục lòng nản chí. Mỗi lần anh chị muốn làm lại cuộc đời, đấy là kẻ sẽ vẽ vời, khiến cuộc đời chẳng được thăng hoa. Chiến thắng hắn là chiến thắng cần thiết trên con đường định hình tương lai của bản thân. Lại nói, nếu tương lai không định trước, vậy khi xem ta xem cái gì? Cái chúng ta xem là điều có khả năng xảy ra nhất với những dữ liệu ta có ở thời điểm hiện tại. Nếu anh chị gieo lười biếng, ắt tương lai sẽ chủ đạo nhạt màu. Nếu anh chị gieo chăm chỉ chuyên cần, ắt tương lai sẽ chủ đạo của tự thành khả năng. Hoặc nếu anh chị gieo tham lam liều lĩnh, ắt tương lai có khả năng mất trắng nhiều phần. Tương lai khi chúng ta xem là tập hợp tổng hòa của tất cả những tín hiệu mà anh chị đã gửi vào trong cõi đời bon chen này. Nếu anh chị muốn tương lai tuyệt vời thăng hoa, hãy thay đổi bản thân, thay đổi những tín hiệu của anh chị đang gửi đi ở thời điểm này nhé. Vì trời vốn không tuyệt đường người, đức năng thắng số, mất rồi lại được. Tuy khó nhưng cũng không phải không thể xảy ra, tuy hiếm nhưng cũng từng diễn biến nhiều lần. Vấn đề là trong cuộc hành trình đức năng ấy, anh chị duy trì cố gắng được bao lâu, được mấy lần. Đôi lời gửi tới Mậu Thân cho những ngày tháng vất vả ngược xuôi. Ai cũng thích được làm một người đơn thuần, tức vạn sự theo bản tâm, triệu sự không cần suy tính. Muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, muốn đi thì đi, mà muốn nghỉ thì nghỉ. Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng đến thế, muôn nẻo bôn ba, chỗ đâu cho những mong muốn đơn thuần. Có đôi khi muốn ăn thật ngon thì đời lại cho không đủ tiền nong chi phí. Có khi muốn ngủ thật yên thì đêm nằm vắt tay lên trán, đủ thứ ảo não sầu buồn. Muốn đi chơi thì người bạn đời lại câu có, muốn buông lơi thì đủ thứ trách nhiệm cần gánh vác trong đời. Thực tế đôi khi hơi tàn nhẫn, nên thế giới này hơi hiếm chỗ cho những kẻ mộng mơ. Con người cũng đôi khi quá thực dụng, vậy nên nhiều sự sẽ khó khăn với những người mang suy nghĩ đơn thuần. Nhưng không có nghĩa là ta cần phải mưu mô, hoặc là phải thâm trầm tính toán, hoặc chán nản buông xuôi. Đôi khi ta chỉ cần nhớ kiên cường bản tính và hết tình bản tâm. Cái trách nhiệm không thể né tránh thì hãy hiên ngang mà đối diện. Phấn đấu một đời, thành bại tùy thiên ý, nhưng sẽ luôn khắc cốt ghi tâm. Làm hết lực, chơi hết sức, nỗ lực hết mình,
chăm chỉ trí hình. Ta muốn ngao du cùng thiên địa, muốn trải đủ nhân tình thế thái của thế gian, ngắm đủ phong cảnh bao la của đất trời rộng lớn, muốn giúp những người mình yêu quý, muốn để sinh tồn có ý nghĩa trong cõi nhân gian, sự nghiệp có dựng xây, góp phần cho xã hội, thì cái giá ta phải đổi cho sự bất phàm luôn là những vất vả khốn cùng để leo đỉnh phù vinh. Vậy nên hãy kiên cường. Đúng cuối tháng này là thời điểm theo vận trình của tuổi Thân cho thấy, lúc này nên chuẩn bị một tinh thần thật mạnh mẽ để đối mặt với những trở ngại trong công việc, sẽ có những khó khăn mà anh chị không thể nào lường trước hết được. Tháng này chỉ có anh chị mới có thể giúp đỡ chính mình mà thôi. Đừng mong chờ ai đó hỗ trợ, vì việc này khiến công việc trì trệ, còn tâm trạng của anh chị sẽ bị bất an vì phụ thuộc. Bên cạnh đó có những thay đổi bất lợi cho anh chị, nhất là những ai chuyển việc, môi trường mới khiến anh chị cảm thấy ngột ngạt, căng thẳng và rất khó thích nghi. Không khí ở chỗ làm của đa số người tuổi Thân không được thoải mái như trước. Điều này tác động phần nào tới hiệu quả công việc của anh chị. Anh chị không thể nào tập trung khi tâm trí cứ rối bời. Vì thế, thay vì việc cố ngồi ở bàn làm việc, thì anh chị nên đứng lên đi lại thường xuyên hơn. Trước tiên, anh chị phải giải tỏa căng thẳng tinh thần đã. Quan trọng là anh chị phải tin tưởng rằng mọi việc đều có thể tìm cách giải quyết hợp lý. Ví dụ như nếu anh chị và đồng nghiệp có hiểu nhầm nào đó thì thẳng thắn nói ra, tránh trường hợp để mọi chuyện đi quá xa, chẳng ai còn tin ai, khiến công việc trở nên đình trệ. Tử vi của 12 con giáp âm lịch dự báo, phương diện tài lộc của tuổi Thân cũng khá bấp bênh do hung tinh đại hao tác động. Người làm công ăn lương vẫn chưa thể chạm tay tới mục tiêu được thăng chức tăng lương. Mọi chi phí đều dựa vào đồng lương chính, hầu như không có tiền thu phụ, chi tiêu lại nhiều nên cảm thấy khá eo hẹp. Nếu làm việc chểnh mảng thì thu nhập chính ắt sẽ bị ảnh hưởng. Người kinh doanh buôn bán có một tháng nhiều thăng trầm. Tương xung án ngữ, thương trường như chiến trường, cạnh tranh đầy rẫy, khó khăn trùng trùng. Anh chị nên tỉnh táo trước bất cứ lời mời mọc hay dụ dỗ bùi tai nào, kẻo mất tiền như chơi. Thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư, con đường kiếm tiền bị nhiều yếu tố ngăn trở, tài lộc cũng dễ bị hao hụt, chớ nên vội vàng, kẻo lợi bất cập hại. Dù vậy, anh chị nên suy nghĩ tích cực hơn thì mọi việc mới có cơ hội xoay chiều. Đôi khi việc làm ăn có chút chững lại là điều cần thiết để anh chị có thể đón nhận một cơ hội tốt hơn. Có thời gian nên học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Khi thời cơ đến lập tức tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Xem tử vi tuổi Thân âm lịch thấy, trái với những dấu hiệu bất ổn trong sự nghiệp và tài lộc, thì đường tình duyên của người tuổi Thân lại khá hanh thông. Con giáp này có thể hài lòng với cuộc sống riêng tư của mình. Với người đã lập gia đình, anh chị nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của người ấy trên nhiều quyết định. Đồng thời, người ấy cũng có thể phân tích cho anh chị những mặt lợi, hại của vấn đề để anh chị có thể đưa ra những quyết định chuẩn xác hơn. Các thành viên trong gia đình hòa thuận, giúp đỡ nhau cũng khiến anh chị cảm thấy yên tâm công tác. Người nhà có thể trở thành động lực giúp anh chị vượt qua khó khăn, thậm chí thử sức mình trong những lĩnh vực mới mẻ. Với các anh chị còn độc thân, anh chị có thể nhận được lời làm quen đến từ bạn bè khác giới. Chỉ cần anh chị chịu mở lòng và chịu dành thời gian cho đối phương, thì chắc chắn mối quan hệ giữa hai người sẽ ấm lên nhanh chóng. Tất nhiên, hai người cũng không cần quá vội vàng đến với nhau. Hãy tiếp tục dành thời gian để trò chuyện, tìm hiểu, anh chị sẽ nhận ra đối phương có phải người phù hợp với mình hay không. Từ đó đưa ra quyết định cũng không muộn. Trong dịp, sức khỏe của tuổi Thân có thể không tốt như anh chị vẫn nghĩ. Dù không có biểu hiện gì bất thường, nhưng có rất nhiều nguy cơ tiềm tàng, anh chị không nên chủ quan. Anh chị đừng cậy sức mà tham công tiếc việc, làm việc quần quật bất kể ngày đêm. Hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hợp lý, có sức khỏe là có tất cả. Đầu tư cho sức khỏe cũng là cuộc làm ăn, luôn có lời, bởi khi có sức khỏe,
công danh tiền bạc cũng sẽ tới. Muốn tình hình sức khỏe được cải thiện, chắc chắn anh chị phải sắp xếp lại cuộc sống của mình cho khoa học hơn, tránh làm việc quá sức. Anh chị Mậu Thân còn đang lắng nghe không ạ? 2024, thuận lợi hay đại hạn, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu ngay tại video số này. Đúng cuối tháng này là thời điểm mà khá lý tưởng đối với người tuổi Mậu Thân, mọi mặt trong cuộc sống đều có những bước phát triển nhất định. 1. Về công việc làm ăn. Tử vi tuổi Sửu 2024 cho thấy sự cố gắng không ngừng nghỉ ắt mang lại nhiều trái ngọt cho sự nghiệp. Đường số nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo cấp trên, đồng thời cũng có uy tín với những nhân viên cấp dưới. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này cũng gặp phải không ít khó khăn, rắc rối trong công việc. Khuyên anh chị hãy thử nghe theo lời khuyên của những người trẻ tuổi hơn. Biết đâu anh chị sẽ tìm được một hướng đi mới trong giải quyết công việc của mình. 2. Về tiền bạc, tài chính. Vận trình tài lộc của người tuổi Mậu Thân khá sáng sủa trong suốt cuối năm 2024. Người làm kinh tế có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty. Người làm công ăn lương đạt được những thành tích đáng tự hào nên có nhiều cơ hội được thưởng nóng tăng lương. Thêm vào đó, lối sống tiết kiệm, có kế hoạch chi tiêu hợp lý cũng giúp bản mệnh tiết kiệm được một khoản tiền kha khá trong suốt những năm tháng vừa qua. Anh chị có thể tận hưởng một cuộc sống dư dả, thậm chí giúp đỡ được mọi người xung quanh. 3. Về tình duyên gia đạo. Người sinh năm Mậu Thân giữ được quan hệ khá tốt với mọi người xung quanh. Với hàng xóm láng giềng, bản mệnh thường xuyên quan tâm giúp đỡ, nên khi có rắc rối gì xảy ra, anh chị cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Với con cháu trong nhà, bản mệnh là người bề trên mẫu mực, anh chị thường xuyên nhận được sự thăm hỏi của mọi người. Một số người vẫn được con cháu tin tưởng để đưa ra những quyết định quan trọng trong gia đình. Vì có nhân duyên tốt, một số người đang sống một mình có thể nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người khác giới. Bản mệnh có thể cho đôi bên một cơ hội để hiểu thêm về nhau, thăm hỏi lẫn nhau, giúp tinh thần thoải mái và tươi trẻ hơn. 4. Về sức khỏe. Vì bản mệnh đã là người có tuổi nên sức khỏe đôi khi sẽ xuất hiện một vài vấn đề bất ổn nhất định, ví dụ như nhức mỏi xương khớp, chức năng gan, thận suy giảm, hệ hô hấp hay bài tiết gặp vấn đề. Anh chị nên có thái độ lạc quan khi phải đối diện với những vấn đề ấy, đồng thời chú ý rèn luyện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, tránh vận động quá sức khiến cơ thể mệt mỏi. 5. Tuổi Mậu Thân, cuối năm 2024 hợp màu gì? Cuối năm 2024 nên sử dụng nhiều màu vàng để thúc đẩy tài khí và thần khí, từ đó tăng cường sức khỏe và đời sống vật chất, hạn chế sử dụng màu đen khiến tâm lý nhiều bất ổn. Vận hạn tuổi Mậu Thân cuối năm 2024 theo sao hạn và lá số tử vi. Xem sao hạn tuổi Mậu Thân cuối năm 2024, tử vi Mậu Thân 2024 nam mạng, sao chiếu mệnh, sao kế đô thổ tinh. Kế đô sao ấy dài đông, chia tay đôi ngã không mong tao phùng, tháng 3 tháng 9 bão bùng, nhất tai đau óc khốn cùng xác thân. Trong năm có sao kế đô chiếu mạng, đường số dễ gặp tai nạn, hao tài tốn của, tan khó bệnh tật, thị phi, đau khổ buồn rầu, họa vô đơn chí. Trong gia đình có việc không may, xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch, hạn địa võng xấu, địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan rầy rà. Địa võng hạn cũng không xong, như cá mắc lưới giữa dòng chẳng may. Địa võng chủ về đi xa bất lợi, gặp hạn này nên hạn chế xuất hành xa, nhất là vào giờ tốt và ngày tốt. Hạn này còn chủ về chuyện đau buồn, cẩn thận lời nói kẻo dướng khẩu thiệt, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tan gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở phải bỏ giữa chừng. Tử vi Mậu Thân 2024 nữ mạng, sao chiếu mệnh, sao thái dương, hỏa tinh. Thái dương rực nắng mặt trời, tháng 6 vận tới đổi đời giàu sang, tháng 10 gia đạo rộn ràng, công danh chói lọi ngập tràn ước mơ. Thái dương được coi là phúc tinh, tốt cho nam mạng hơn nữ mạng. Nữ mạng Mậu Thân có thể phát triển về công danh nhưng nhìn chung khá vất vả. Năm gặp sao thái dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát.
hạng địa võng 6, địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan rầy rà, địa võng hạng cũng không xong, như cá mắc lưới giữa dòng chẳng may. Năm gặp hạng này, nữ mạng mậu thân xuất hành xa bất lợi, nhất là vào giờ tuất và ngày tuất. Hạng này còn chủ về chuyện đau buồn, cẩn thận lời nói kẻo dướng khẩu thiệt, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời cẩn trọng trong nội tộc, có chuyện tan gia, công việc khó khăn, nhiều áp lực. Luận hung cát niên vận 2024 theo lá số tử vi. Cung mệnh có thái tuế, phá tái và hoa cái tòa thủ, gây ức chế về mặt tinh thần, suy nghĩ tiêu cực. Ngoài ra có dấu hiệu thị phi đeo bám, ăn nói cẩn trọng. Cung tam hợp, lộc tồn, long trì, phượng cát, giải thần, thiên phúc, hàm trì là những cát tinh thúc đẩy ngoại giao tốt, gặp người có quyền thế giúp đỡ, lợi cho tài lộc và ngoại giao, tình duyên cũng thêm phần thuận lợi. Tuy nhiên, các hung tinh như tuần, triệt, bạch hổ, phi liêm, thiên khốc, thiên quang, quang phù mang tới trở ngại trong công việc, tin buồn trong gia đình, tai nạn bất ngờ, thị phi kiện tụng. Cung xung chiếu, đại hao, tuế phá, thiên hư là những hung tinh chủ về tiêu hao tiền của, mất trộm, tiểu nhân quấy phá hoặc có bệnh trạng trong người. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024 cho tuổi Mậu Thân. 1. Hóa giải sao chiếu mệnh xấu, nam mạng Mậu Thân, để giảm bớt sát khí của vân hấn, đầu năm nên cúng dâng sao cầu an, hoặc có thể tiến hành cúng hàng tháng vào ngày 29 âm lịch, tốt nhất là ở tháng 4 và tháng 5 âm lịch, cúng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 15 ngọn đèn hướng Tây làm lễ, bài vị dùng giấy hồng và ghi, Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân, rồi khấn cung thỉnh Thiên Đình Minh Lý Cung Đại Thánh, Hỏa Đức Vân Hấn Tinh Quân vị tiền. Vân hấn sao ấy phải phòng, đầu năm cúng bái thoát vòng tai ương, hầm chính cờ hồng kéo ra, đèn đốt 7 ngọn lạy về hướng Tây. Nữ mạng Mậu Thân, đầu năm nên cúng dâng sao giải hạn hoặc cúng giải vào ngày 8 âm lịch, vào lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 9 ngọn đèn hướng Bắc làm lễ. Bài vị dùng giấy vàng và ghi, Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân, rồi khấn cung thỉnh Thiên Đình Bảo Thủ Cung Đại Thánh, Thân Thủ La Hầu Tinh Quân vị tiền. La Hầu chánh thất kiến hung tai, mùng 8 ngày cúng cờ nay màu vàng, đèn thời 9 ngọn rõ ràng, lạy về hướng Bắc Ngọc Hoàng chứng cho. Để hóa giải hạn xấu cuối năm 2024, để hóa giải hạn xấu gặp phải trong năm Giáp Thìn, đương số nên làm những việc sau: chăm làm việc thiện cứu giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, tự tu thân tích đức để tăng phúc báo, may mắn trong đời. Chỉ nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt, lưu manh, dẻo miệng, kinh doanh đa cấp hoặc lô đề cờ bạc. Không ngừng học hỏi, tích lũy thêm kiến thức chuyên môn, nâng cao giá trị bản thân, chờ đợi thời cơ để phát triển một cách bùng nổ. Nếu có tiền dư nên gửi tiết kiệm hoặc âm thầm đầu tư hay giữ lấy, tránh khoe khoang rồi bị kẻ xấu dòm ngó chiếm đoạt. Hóa giải sao xấu theo lá số tử vi. Để hóa giải sát khí do sao chiếu xấu gây ra, trước khi đi đâu xa hay tiến hành việc gì quan trọng, đương số nên xem ngày tốt xấu. Đương số nên xem ngày tốt xấu, chọn kỹ ngày giờ cát lành để mang lại may mắn cho bản thân. Dự báo vận hạn 6 tháng trong cuối năm 2024 cho tuổi Mậu Thân. Vận hạn tháng 7 2024 âm lịch, tuổi Mậu Thân nam mạng, không đổi mới tư duy khiến nguy cơ thất bại rất cao. Tuổi Mậu Thân nữ mạng, đề phòng bị ngộ độc thực phẩm. Vận hạn tháng 8 2024 âm lịch, tuổi Mậu Thân nam mạng, cân bằng cảm xúc để chuyện gia đình không đi quá xa. Tuổi Mậu Thân nữ mạng, gặp rắc rối trong các mối quan hệ lứa đôi. Vận hạn tháng 9 2024 âm lịch, tuổi Mậu Thân nam mạng, có quý nhân giúp đỡ tháo gỡ khó khăn nhưng không nhiều. Tuổi Mậu Thân nữ mạng, tự làm tự ăn, thành quả tự mình hưởng. Vận hạn tháng 10 2024 âm lịch, tuổi Mậu Thân nam mạng, bất lợi khi đi xa, đề phòng tai nạn xe cộ. Tuổi Mậu Thân nữ mạng, đau yếu liên miên, đề phòng các bệnh phụ khoa và tim mạch. Vận hạn tháng 11 2024 âm lịch, tuổi Mậu Thân nam mạng, ốm đau gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi. Tuổi Mậu Thân nữ mạng, gia đình có hỷ tính.
vận hạn tháng 12/2024 âm lịch, tuổi Mậu Thân nam mạng gặp bất lợi trong việc làm ăn kinh doanh, tuổi Mậu Thân nữ mạng tiền bạc đội nón ra đi vì sự bảo thủ của anh chị. Thưa quý anh chị Mậu Thân thân mến, trong mỗi video, Mệnh Phát Tài luôn muốn mang thêm những giá trị cũng như bài học để anh chị có thể áp dụng luôn trong cuộc sống. Ở số này, chúng tôi muốn anh chị được biết đến người tuổi Mậu Thân 1968 hợp cây gì, theo phong thủy tuổi Mậu Thân nên trồng cây cảnh gì trong nhà, nơi làm việc cho hợp mệnh, giúp tài vận hanh thông, may mắn ngập tràn. Cây xanh không chỉ mang đến không gian tươi mới, thoáng đãng mà còn có ý nghĩa phong thủy rất tốt. Lựa chọn cây cảnh theo tuổi cũng là một trong những yếu tố được nhiều người quan tâm. Mỗi tuổi, mệnh khác nhau sẽ phù hợp với những loại cây khác nhau mang đại diện của mệnh mộc, thổ, kim, thủy, hỏa. Nhờ đó mà hút tài lộc và vận khí cũng khác nhau. Theo các chuyên gia, trồng cây cảnh phong thủy phù hợp với từng không gian và hợp tuổi sẽ giúp mang lại sự may mắn, sức khỏe, hòa thuận và hạnh phúc cho gia đình. Do đó, cần phải có sự cân nhắc hết sức kỹ lưỡng khi chọn cây cảnh phong thủy trong nhà. Chúng ta không thể tùy tiện cứ thấy cây nào ưng mắt, hợp sở thích là đưa vào không gian sống của mình. Bởi theo phong thủy, có loại cây mang lại may mắn, có loại cây lại mang đến sát khí, không tốt cho gia chủ. Cây phong thủy cũng có rất nhiều loại khác nhau, mỗi loại có một đặc điểm riêng biệt. Vậy những người tuổi Mậu Thân hợp cây phong thủy gì, trồng cây cảnh gì trong nhà, nơi làm việc cho hợp mệnh, giúp tài vận hanh thông, may mắn ngập tràn. 1. Tuổi Mậu Thân hợp cây gì? Trong nhà tuổi Mậu Thân nên trồng từ 5 đến 10 chậu cây, với các loại như cây dứa dại, hàm tiếu, quế hoa, lục thảo trổ, cây vạn tuế. Chọn chậu cây trồng cho tuổi Mậu Thân nên chọn chậu làm bằng chất liệu gốm sứ, đá, với hình dáng vuông vắn. Màu vàng nhạt sẽ giúp cho tuổi Mậu Thân khai sáng trí tuệ, tăng cường tính lạc quan kiên cường. Màu vàng có thể chọn các cây như cây sống đời, cây cung điện vàng. Sử dụng nó bất cứ nơi nào nếu anh chị muốn nâng tinh thần hoặc muốn tìm thấy sự rõ ràng, mạch lạc trong cuộc sống. Theo mệnh phát tài, những cây màu vàng phù hợp với hành lang và bếp nhưng lại không phù hợp với phòng trầm tư, thiền định hay phòng tắm. Màu đỏ của những cây hoa đồng tiền, cây phú quý, hồng môn, thanh thiên, thịnh vượng, cây vạn lộc, cây anh thảo, hoa trạng nguyên cũng rất phù hợp để trồng trong nhà của những người tuổi Mậu Thân. Ngoài ra, tuổi Mậu Thân khi lựa chọn cây cảnh thì nên lựa chọn trồng cây từ đất hơn là cây thủy sinh hay cây leo đá. Đôi nét về cây phong thủy tuổi Mậu Thân, cây sống đời. Cây sống đời là một chi trong họ thuốc bổng. Ở Việt Nam, loại cây này được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Cây trường sinh, thổ tam thức, cây thuốc bổng, diệp sinh căn, đã bất tử, sái bất tử và lạc địa sinh căn. Cây sống đời thường được dùng để bàn hay cây trang trí trong nhà, bởi vì sống đời thường dễ trồng, dễ chăm sóc và cây cho hoa đẹp với nhiều màu sắc. Hơn nữa, trong phong thủy cây sống đời còn mang rất nhiều ý nghĩa hay về gia đình, tình yêu, tình anh chị hay công việc. Gia đình, loại cây này như một lời cầu chúc phúc về sức khỏe và hạnh phúc gửi đến cho gia đình anh chị. Bên cạnh đó, cây sống đời còn thể hiện được tình đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình. Bạn bè, cây sống đời thay cho lời ước nguyện, mong muốn một tình anh chị trong sáng và bền lâu. Hoa sống đời khoe sắc rất từ tốn mà không hề chớp nhoáng. Chính vì thế, loài cây này tượng trưng cho một tình anh chị chân chính, xây từ lòng chân thành, chứ không phải từ vẻ bề ngoài đầy hào nhoáng. Tình yêu, loại cây cảnh này cũng mang ý nghĩa rất tuyệt vời trong tình yêu đôi lứa. Đó chính là sự tái sinh, bền bỉ của một tình yêu bất diệt cũng như một sức sống mãnh liệt trong tình yêu mà đôi khi anh chị muốn dành trọn cho nhau, không bao giờ lụi tàn. Công việc, sống đời có ý nghĩa rất quan trọng đối với công việc. Nó chính là yếu tố phong thủy giúp anh chị vượt qua mọi gian khổ khó khăn trong cuộc sống, khó khăn trong công việc. Không chỉ thế, chúng có thể biến mọi thứ phức tạp thành những công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vì vậy, anh chị nên đặt ngay những chậu cây sống đời trên bàn làm việc để có được một tinh thần để tập trung hơn. 3. Đôi nét về cây phong thủy tuổi Mậu Thân, cây cung điện vàng.
cây cung điện vàng có vẻ đẹp tráng lệ, trong phong thủy có ý nghĩa trừ tà, xua đi những điều xấu, đem đến sự may mắn, tốt lành, thịnh vượng cho gia chủ. Với vẻ đẹp rực rỡ, sang trọng, nên từ thời xa xưa, cây cung điện vàng đã được ưa chuộng trong hoàng cung. Với vẻ đẹp lạ mắt, tươi vui từ sự kết hợp độc đáo đường gân và màu sắc lá chấm phá những đốm pháo hoa xinh xắn. Vẻ đẹp ấy mang đến không gian cây xuất hiện không khí sôi động, tươi vui, đầy sức sống, làm cho tinh thần anh chị thêm phấn chấn, thư giãn trong môi trường làm việc căng thẳng. Cây cung điện vàng có lá nhiều màu vàng thuộc hành thổ, nên đây là một trong những loại cây cảnh cực kỳ hợp phong thủy với người tuổi mệnh thổ như tuổi Mậu Thân. Người tuổi Mậu Thân khi bày cây cung điện vàng trong văn phòng, bàn làm việc sẽ có ý nghĩa giúp thu hút tài lộc, may mắn, đem đến tinh thần sảng khoái trong công việc, giúp sự việc thuận lợi thăng tiến. Vậy là xem đến đây, anh chị đã biết được bảo lộc cực lớn, Mậu Thân 1968, đúng cuối tháng này, tiền bạc ung ung kéo về, trúng số 100 tỷ. Hãy áp dụng ngay những thông tin cần thiết vào cuộc sống để có được một tương lai tốt hơn. Thưa các anh chị thân mến, qua mỗi video, Mệnh Phát Tài luôn muốn gửi gắm đến quý anh chị một điều gì đó để giúp anh chị tốt hơn. Anh chị cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và hãy lắng nghe lời Phật dạy về. Đời này có hai điều, ngay cả Đức Phật cũng không thể xoay chuyển, có cưỡng cầu cũng vô ích. Một, Phật Pháp không thể diễn tả. Phật Pháp chân chính không thể chỉ dựa vào lời nói miệng mà chỉ có thể dựa vào ngộ mà đắc được. Còn Pháp mà nói ra khỏi miệng thì sẽ không phải Pháp chân chính. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài từng thuyết Pháp ở thế gian 49 năm. Vậy Ngài đã nói những gì? Trong Kinh Kim Cang có nói lại như sau. Những lời thuyết Pháp của Như Lai, tất cả đều không thể làm được, không nói được, là Pháp mà cũng chẳng phải Pháp. Phật Pháp chân chính thì không thể chỉ dùng ngôn ngữ hay chữ viết mà giải thích được trọn vẹn. Kinh Phật cũng chỉ soi đường dẫn lối để anh chị tìm ra con đường sáng tỏ, còn tỉnh ngộ và lựa chọn ra sao là do chính anh chị tự mình trải nghiệm. Như Đức Phật đã kết luận, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tức là nếu ai dựa vào thân tướng để mong thấy Phật, nếu ai nương theo âm thanh để cầu thấy Phật, đó là những người mang ý nghĩa lầm lạc, chẳng bao giờ thấy được Như Lai. 2. Không có duyên thì không thể độ. Điều thứ tư trong bốn điều Phật không thể xoay chuyển chính là Ngài không thể độ những người không có lòng tin vào Ngài. Đức Phật đề cao lòng từ bi, phổ độ chúng sanh. Tất cả chúng sanh chỉ cần có lòng hướng Phật, Ngài sẽ độ hóa hết thảy. Tuy nhiên, dù cho chúng sanh ai cũng đều có hạt mầm Phật tính, nhưng tùy vào nhân quả nghiệp duyên bất đồng của mỗi người mà căn cơ ngộ tính cũng khác nhau. Cho nên không phải ai gieo trồng hạt giống thiện lành cũng đều thu lại được quả ngọt, phúc báo. Người vô duyên với Phật, dù có dẫn đến tận cửa Phật cũng không nghe vào bất cứ lời giảng đạo nào. Thậm chí người đó còn có thể xin lòng chê bai, phỉ báng. Những người không có nhân duyên như vậy thì không thể độ. Chăm chỉ tụng kinh cầu khấn, nhưng liệu Đức Phật có tha thứ cho những tội lỗi đã gây ra không? Chỉ những người tu đủ phúc đức và nhân duyên mới có thể kết thiện duyên với Đức Phật. Có câu, Thiên Vũ tuy khoan, nan nhuận vô căn chi thảo, Phật môn tuy quảng, nan độ bất tính chi nhân. Nghĩa là, trời mưa rưới nước khắp nơi, sông khó tươi nhuận cây cỏ không gốc, cửa Phật tuy rộng thênh thang mà vẫn khó độ kẻ chẳng lòng tin. Thay vì cần niệm Phật để Phật xua tan mọi khổ đau, chi bằng hãy tự trở thành Đức Phật của chính mình. Cầu người chi bằng cầu chính bản thân mình. Trên đời có rất nhiều việc không thể cưỡng cầu, tất cả chỉ có thể dựa vào một chữ duyên mà thôi. Duyên chưa đủ thì không thể gặp, phận không có thì sao có thể ép buộc được đây. Video này chưa kết thúc ở đây, nên anh chị nghe đến đây rồi, Mệnh Phát Tài xin được gửi lời cảm ơn đến quý anh chị rất nhiều. Như anh chị có thể thấy, người tuổi Mậu Thân luôn gặp phải thị phi, bất công bủa vây. Không những thế, tiểu nhân thì đang trờ chực. Vậy câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để Mậu Thân có thể thoát khỏi cảnh này, cải vận thay mệnh và có một khoảng lớn an nhàn tuổi già? Xin quý tín chủ hãy đến với phần 2, phần này có rất nhiều điều đặc biệt, đáng để đón xem. Cảnh báo Mậu Thân 1968, làm gì để được Phật độ,
ăn đậm lộc trời, vàng đeo gãy cổ, đổi đời đại gia. Anh chị thân mến, tất cả mọi vật phẩm, mọi thứ đeo vào thân hoặc mài mi gì đó đều không cải biến phong thủy tốt bằng tâm của bạn. Tâm người chính là phong thủy lớn nhất. Giản đơn là vậy, khi bạn cơ cực quá rồi, khổ ái quá, không có gì sai khi bạn cố vịnh vào niềm tin nào đó, mong đời sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu may rủi mà cải biên dễ thế, tài lộc mà dễ về thân thế, chỉ bằng vài vật phẩm, thì thế gian này đâu có ai nghèo, nhọc, khổ, đau. Người tuổi Mậu Thân cũng vậy, cơ cực bất công, chèn ép, nhưng bản thân của con giáp này vẫn luôn hướng thiện, công đức tích lũy đầy đủ. Ban đầu khi luận giải thì những người làm chương trình không muốn công khai thông tin này ra, bởi những điều này sẽ khiến cuộc sống của Mậu Thân thay đổi nhiều lắm. Tuy nhiên, cũng chẳng thể giấu anh chị mãi được. Mệnh phát tài biết rằng Mậu Thân sẽ gặp đại vận lớn lắm. Cả một kiếp người nhiều khi chỉ phụ thuộc vào lần này. Giàu sang, phú quý, hội tụ tất cả tại đây. Thưa anh chị Mậu Thân thân mến, nếu anh chị đang cảm thấy vất vả, khó khăn hay thấy mình mệt mỏi trước những uất ức, bất công, thì đây là một chút tâm sự cho những thời điểm bị vận hạn quấn thân. Trong tất cả, chúng ta không ai thích hạn, nhưng cơ bản, hạn vẫn như một người bạn không mời mà tới, trơ lì, vô duyên, điềm nhiên đi vào nhà, sau đấy đánh cho ta một trận sơ sát, rồi vui thì bỏ đi, không vui thì ở lại, kéo dài nỗi đau. Về cơ bản không có thứ gọi là giải hạn. Dĩ nhiên, khi con người ta hoảng loạn quá, lo lắng quá, thì họ vái tứ phương, họ cầu tám hướng. Hạn đi theo nhân quả là kết tinh từ cái nghiệp ta gieo. Đã là nhân quả, ắt phải đón lấy nó. Chứ giải được hạn thì khác gì cứ làm ác, cứ tạo nghiệp, rồi lại đi giải, thế là xong. Cỗ máy của trời đất vận hành rất chăm chỉ và bền bỉ. Đúng người, đúng tội, đúng thời điểm, đúng mảnh ghép cần thiết cho một bức tranh tổng quan lớn lao. Anh chị gây ra đủ tội, ắt hạn sẽ về. Anh chị tạo ra đủ phước, ắt quả ngọt sẽ vào thân. Nên rất ít khi những người phụng sự mệnh phát tài làm lễ xin giải hạn hay cầu vận may. Tất cả những thứ đấy mà tác động được, thế gian này còn ai khổ sở đâu. Cách giải hạn duy nhất, nhanh nhất, đúng nhất là tự thân làm phúc, lấy cái phúc mà bù trừ cái tội, lấy sự hoan hỷ khi giúp người, khi giúp đời mà tiêu trừ đi những năng lượng tiêu cực ta đã gửi gắm vào hư không. Trong kiếp này hay trong muôn ngàn kiếp luân hồi vô minh khác, còn việc đi lễ là để giữ lại một điểm sáng cho tâm hồn mình, để có một chỗ dựa khi mệt mỏi suy tư, để biết chắp tay lại mà sám hối, biết cúi đầu lại mà đón nhận, bằng lòng chứ không oán trời trách đất, để hiểu mọi sự may mắn trong đời là do những thiện lành ta từng vun đắp, mọi vận hạn khổ đau trong đời là do những ác nghiệp ta từng gieo rắc, tất cả là do bản thân, bản thể, bản hồn của ta. Phật thánh hay bề trên không can thiệp vào nhân quả, có chăng là cho ta chỗ dựa mà hiên ngang tiếp tục giải quyết những bài toán của cuộc đời. Còn phù chú, vật phẩm phong thủy, mệnh phát tài không ý kiến gì nếu anh chị xài để mong muốn thay đổi vận thế của bản thân. Chị mong anh chị hiểu, quyền năng lớn nhất mà con người chúng ta có thể thay đổi số mệnh nằm ở chính trong tay chúng ta. Đấy là làm phúc, đấy là sống thiện, đấy là chịu thiệt và hỷ xả, gửi gắm những năng lượng tích cực vào cuộc sống thường nhật này. Rồi sau đấy, theo luật nhân quả và luật hấp dẫn, cho đi cái gì thì nhận lại cái đấy. Và anh chị sẽ là tổng hòa của tất cả những gì anh chị đã gửi gắm vào cõi đời bao la này. Anh chị có thể mua sắm bất kỳ thứ gì mà anh chị nghĩ có thể bổ trợ cho anh chị thôi. Nhưng suy cho cùng đến cuối, anh chị vẫn phải cố, vẫn phải chiến, vẫn phải gắn, vẫn phải nỗ lực. Chứ chẳng có ai hay vật phẩm gì trên đời này đủ quyền năng để xài xong nằm ngõng chân lên, hóng là cuộc đời sang trang, tươi tắn vui vẻ cả. Mong anh chị nhận thức rõ ràng. Cải biến hành vi, trơ lì mà chiến, thiền tâm mà sống, ắt thiền quả về thân. Mậu Thân cần nhớ, dù là công việc hay tình cảm, đều sẽ không diễn ra thuận lợi như mình mong muốn.
hiểu điều này để thay vì chán nản bỏ cuộc buông xuôi thì hãy thoáng tâm tư mà kiên trì lựa chọn. Đường đi có thể khó nhưng bỏ cuộc hay không là do bản thân mình lựa chọn. Nếu đã làm rồi, ngại gì mà không máu lửa lao theo. Lập một kế hoạch, chú định một mục tiêu, sau đó thực hiện nó, kiên trì nó, nhiệt thành với nó. Tính toán đầy đủ các bước, dự định cho những điều xấu nhất có thể xảy ra. Không cần phải quá bi quan, nhưng cũng đừng lạc quan thái quá, đơn giản quá nhiều. Kẻo đến lúc sự khó xảy ra, lại trở tay không kịp. Lại nói cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, nghiêm trọng hóa vấn đề, dẫn tới không giải quyết được gì mà tâm tư thì vất vả. Đừng lo cũng đừng sợ, nguồn nội lực mà anh chị cần, khả năng mà anh chị muốn, lẫn sự tài giỏi định trong số mệnh trời ban đã có ở trong chính Mậu Thân rồi. Cái anh chị cần làm là máu lửa lên, điên cuồng lên, mạnh dạn lên, đừng nóng vội mong có kết quả luôn mà lại thành ngu si, liều lĩnh, bình tĩnh mà làm, kiên trì mà đợi, mọi thứ cần tuân thủ điều kiện quy trình, vạn sự sẽ sớm ổn thỏa đi lên. Anh chị Mậu Thân có biết không, sắp tới sẽ có hung có cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phụ thuộc anh chị tận dụng những lời luận giải của mệnh phát tài thế nào. Nếu luận giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh cũng nắm trước được thiên cơ mà xoay chuyển được thế tình. Có thể sau video này, chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau trên không gian mạng rộng lớn YouTube, nhưng mệnh phát tài vẫn sẽ chúc anh chị Mậu Thân có một đời an yên. Anh chị hãy dành một giây để đăng ký kênh, tiếp sức cho đời phụng sự mệnh phát tài, ngày đêm cố gắng giúp đời, giúp người nhé. Với Mậu Thân, nhìn chung không có khó khăn nào có thể cản đường con giáp tuổi Thân, vì anh chị là người giỏi giang, có năng lực, luôn hết mình vì công việc. Bản mệnh rất giỏi trong khoản thể hiện bản thân và xúc tiến công việc hiệu quả. Đó chính là kỹ năng lãnh đạo cần thiết để tự tin dấn thân vào vai trò mà anh chị đang chờ đợi. Anh chị sẽ được đánh giá cao về thành tích đạt được, và có thể chính điều này khiến anh chị có chút kiêu căng, có một số người tìm cách đối đầu. Thời gian này có thể thấy con giáp tuổi Thân sẽ trải qua những ngày bận rộn trong công việc, không có thời gian cho những khía cạnh khác của cuộc sống. Ngũ hoàng bay về phương chính tây, bản mệnh có thể gặp phải họa quan trường. Anh chị không nên mâu thuẫn với người quyền cao chức trọng hoặc nói năng thiếu suy nghĩ để lộ sơ hở cho kẻ khác lợi dụng. Tử vi tuổi Thân âm lịch chỉ ra rằng con giáp này có thể kiếm được tiền, nhưng việc mất tiền cũng xảy ra đồng thời, thế nên cần ưu tiên những giải pháp an toàn nhất có thể. Có thể thấy nhiều người không cân đối được việc thu chi, bản mệnh có xu hướng mua sắm để thỏa mãn cái tôi nhiều hơn là nhu cầu thật sự để đáp ứng cuộc sống hiện tại. Trong giai đoạn này, khi anh chị tin rằng mình giỏi thì có càng nhiều cái bẫy to hơn được giăng ra. Do đó, con giáp tuổi Thân cẩn thận với những kẻ nịnh bợ, lợi dụng lòng tham hoặc đam mê danh vọng của anh chị để lừa đảo. Sự xuất hiện của kiếp tài nhắc nhở bản mệnh nên thận trọng chuyện liên quan đến tiền. Đi đâu cũng phải kiểm tra cẩn thận trước khi rời nhà, đóng cửa then cài, kẻo bị mất trộm. Xem tử vi tuổi Thân âm lịch, vận trình tình cảm không thật sự suôn sẻ khi con giáp tuổi này có phần ích kỷ hơn. Anh chị chỉ tập trung vào các lợi ích của chính mình, không muốn mất mát một chút nào cả, chỉ muốn có nhiều thêm mà thôi. Thời gian này được dự báo là căng thẳng giữa hai người xảy ra nhiều hơn. Đối phương thường xuyên tỏ ra nóng nảy, cáo giận vì họ không hài lòng với một số quyết định của tuổi Thân. Thất xích bay về phương chính nam, phụ nữ trong gia đình có thể bất hòa, gây chia rẽ nội bộ, khiến bầu không khí trong nhà căng thẳng. Tuy nhiên, anh chị nên nhớ rằng khi hai người đã là một nhà thì điều quan trọng là có những cách thức để gia đình thêm hạnh phúc, vui vẻ, chứ không phải là cố gắng tranh giành phần thắng thua về mình. Giai đoạn này, con giáp tuổi Thân cũng cần quan tâm nhiều hơn tới khía cạnh sức khỏe của mình lúc này. Ngoài ra, nếu có điều kiện để thăm nom, chăm sóc người bệnh thì nên dành chút thời gian công sức. Trong thói quen hàng ngày, bản mệnh cũng chớ nên ăn quá nóng hay quá lạnh vì cả hai đều không tốt cho sức khỏe. Chỉ nên ăn với độ ấm vừa phải sẽ tốt hơn cho bộ máy tiêu hóa của anh chị. Ngoài ra, cũng không nên ăn đồ quá mặn, quá ngọt, quá cứng, nên bổ sung nước thường xuyên, không cần đợi phải khát mới uống.
thời điểm thêm tác động của thái tuế gây điềm không lành, dễ xảy ra tai nạn bất ngờ. Vì thế, thời gian này, bản mệnh nên cẩn thận trong công việc. Khi xuất hành xa, hạn chế việc đi làm, đi chơi, về khuya trong thời gian này. Anh chị Mậu Thân còn đang lắng nghe không ạ? Sau khi tháng 4 này kết thúc, sẽ có một số anh chị lao đao và hối tiếc khi chưa thể nắm bắt được đại vận. Tuy nhiên, anh chị cũng đừng quá lo lắng, vì riêng Mậu Thân sẽ có cả một năm 2025 thuận lợi và hanh thông. Sau đây có một số điều Mậu Thân bắt buộc phải nhớ. Anh chị hãy dành một giây đăng ký kênh và bắt đầu tìm hiểu đại vận của riêng mình nhé. Luận tử vi tuổi Mậu Thân 1968 năm 2025 cho thấy, cuộc sống của chủ mệnh năm nay không được thuận lợi, phương diện công việc làm ăn thì không được tốt và gặp nhiều bất lợi. Ngoài ra còn có sự phiền muộn đưa tới vận số của nam tuổi Mậu Thân năm 2025. Ngoài ra trong năm nay về tình cảm gia đình của nam 1968 gặp bất lợi, có thị phi đưa tới. Cùng mệnh phát tài, luận giải làm rõ những thay đổi trong cuộc sống năm 2025 đối với nam Mậu Thân qua bài viết dưới đây. Đầu tiên, chúng ta ưu tiên phái nữ để đi tìm hiểu vận mệnh của họ trước nhé. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Thân năm 2025, nữ mạng, xét theo ngũ hành. Theo đó đây là năm người tuổi này chủ về, mọi việc đều hao tổn. Bản thân sức khỏe có thể không được tốt, các công việc tiến hành đều không thuận và gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, những khó khăn này đều có thể giải quyết và đạt được kết quả như mong muốn. Chú ý về tháng 5 âm lịch là tháng hỏa vượng, nên người tuổi này làm việc gì cũng cần cẩn trọng hao tán tiền bạc hoặc phiền muộn đưa tới. Xét theo thiên can, trong năm Giáp Thìn, công việc của chủ nhân tiến hành thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ. Theo tử vi tuổi Thân 1968, nữ mạng năm 2025 thấy, đây cũng là năm chủ mệnh có sự hùng hạp và đầu tư làm ăn kinh doanh chung với người khác. Ngoài ra, nhờ bản mệnh tốt nên nếu có bất kỳ dự định gì mong muốn thực hiện trong năm có thể tiến hành. Xét theo cung phi, đây là năm dự báo về sức khỏe của người cung đoài kim không được tốt, công việc cũng như tình cảm vợ chồng không như ý muốn. Về quan hệ liên quan tới ngũ hành của cung phi giữa chủ mệnh và năm tương khắc, theo đó, làm ăn hay đầu tư mở mang không được thuận, tiền bạc cũng bất lợi. Kết luận, theo chuyên gia tử vi nữ mạng, 1968 năm 2025 sẽ đem đến nhiều cơ hội và thách thức. Trong công việc, họ sẽ có sự mở mang và tính toán mới. Tuy nhiên, cũng cần phải cẩn trọng để tránh những sai lầm đáng tiếc. Năm nay cũng mang đến may mắn và gặp được những người hỗ trợ quý giá. Tuy nhiên, về mặt gia đình, quý nữ có thể gặp một số thách thức và khó khăn và cần phải tìm cách giải quyết để giữ cho tình cảm gia đình được đoàn kết và hòa hợp. Sức khỏe cũng cần được chăm sóc thường xuyên để tránh bất lợi trong năm nay. Mục tiếp theo anh chị sẽ khá quan tâm đó là vận hạn tử vi tuổi Mậu Thân năm 2025, nữ mạng. Sao chiếu mệnh tử vi nữ mạng 1968 năm 2025, sao La Hầu Kim Tinh. La Hầu nghe tưởng ví vang, tháng giêng tai ách giữa đàn phải mang. Tháng 7 bệnh tật lan tràn, cầu trời khấn Phật rõ ràng mới yên. Sao hạn tử vi 1968, nữ mạng năm 2025, hạn Diêm Vương, đại hạn. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Diêm Vương thưa kiện kỵ ngay, phải vòng mà giữ động rầy văn thư. Giải nghĩa hạn, đây là hạn xấu, chủ về một năm chú ý các việc liên quan tới thưa kiện, dễ mất mát về tiền bạc. Vợ chồng khó được thuận hòa, tình cảm nhiều vấn đề mâu thuẫn. Đối với người nữ mạng sinh đẻ trong năm Giáp Thìn, gặp hạn Diêm Vương có thể bất lợi. Làm ăn kinh doanh, mưu cầu sẽ đón được tài lộc. Hạn tuổi Mậu Thân năm 2025, nữ mạng. Nữ mạng tuổi Mậu Thân năm 2025, Phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc. Vận niên tử vi 1968 năm 2025, nữ mạng, mã trúng đao, xấu. Giải nghĩa, vận niên mã trúng đao có ý nghĩa xấu, thể hiện cảnh ngộ của ngựa bị trúng thương. Luận tử vi 2025, nữ 1968, thấy công việc của người này chủ về bất lợi,
Nếu vướng vào tranh chấp, bản thân cũng bị người khác chống phá công việc làm ăn, giữ nguyên những thành quả công việc như trước đó, tốt hơn là phát triển lĩnh vực mới vào thời điểm những tháng cuối năm công việc của người này mới được tốt lên. Tứ trụ tử vi nữ Mậu Thân 2025, thiên vượng địa hòa. Trong năm nay, người tuổi này sẽ được đón nhận nhiều may mắn trong cuộc sống và có sự giúp đỡ từ những người quý trong gia đình hoặc bạn bè. Tình cảm cũng được đánh giá là vô cùng thuận lợi trong năm nay. Kết luận tử vi tuổi Mậu Thân năm 2025, nữ mạng. Tổng kết lại, với nữ giới tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, năm 2025 sẽ đem đến cho họ nhiều thách thức và cơ hội. Về mặt công việc, năm này sẽ đem đến nhiều cơ hội mới và động lực mạnh mẽ để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề gia đình và sức khỏe sẽ cần được chú trọng và quan tâm. Mặc dù có thể sẽ đối mặt với một số khó khăn, nhưng nếu có sự kiên nhẫn và nỗ lực, nữ giới tuổi Mậu Thân 1968 có thể vượt qua mọi thử thách và đạt được thành công trong năm 2025. Bây giờ, anh chị hãy cùng Mệnh Phát Tài tìm hiểu vận mệnh nam giới nhé. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Thân năm 2025, nam mạng. Xét theo ngũ hành trong năm Giáp Thìn, chủ mệnh có thể phải đối diện với nhiều hao tốn, đó là về sức khỏe không được tốt, khó khăn hay bất lợi đưa tới cho công việc. Tuy nhiên, đây cũng là năm chủ mệnh tuổi này đạt được một số kết quả tốt đẹp và thành công nhất định, được quý nhân phù trợ. Xét theo thiên can, ý nghĩa chủ về người tuổi này có một năm luôn được quý nhân trợ giúp, đó là những người anh chị, người thân hoặc đồng nghiệp của chủ mệnh. Xem bói tử vi 1968 nam mạng năm 2025, thấy phương diện kinh doanh thì năm này dễ có sự hùng hạp và chung vốn với người khác. Cùng với đó, đây là năm rất tốt cho bản mệnh, nên người có thiên can giáp nên thực hiện các công việc đã lên kế hoạch vì dễ đạt được nhiều kết quả tốt. Kết luận tử vi nam mạng 1968 năm 2025, đối với nam giới tuổi Mậu Thân sang năm Giáp Thìn, công việc vẫn tiếp tục gặp khó khăn và chưa đạt được những kết quả như mong đợi. Họ sẽ gặp nhiều trở ngại trong việc phát triển sự nghiệp trong năm nay. Ngoài ra, về mặt tình cảm gia đình, nam giới này cũng có thể gặp khó khăn và không đạt được sự hòa thuận với vợ chồng. Sức khỏe của họ trong năm nay cũng không được tốt, gặp nhiều bất lợi trong việc di chuyển. Mục tiếp theo anh chị sẽ khá quan tâm đó là vận hạn tử vi 2025 Mậu Thân nam mạng. Sao chiếu mệnh tử vi 1968 nam mạng 2025, sao văn hớn hỏa tinh, văn hớn tháng 2 tháng 5, lời qua tiếng lại ăn nằm nào yên, tháng 8 rắc rối than phiền, làm ơn mắc oán muộn phiền tâm thân. Giải nghĩa sao, tử vi tuổi Mậu Thân năm 2025 nam mạng, xét sao vận hướng chiếu mệnh nên chủ về công việc trong năm trung bình, cẩn thận về nóng nảy mồm miệng, dễ gặp tai hình, đau ốm, thương tật hoặc kiện thưa sẽ gặp phải chuyện bất lợi. Tháng 2 và tháng 8 âm lịch trong năm là tháng xấu, chú ý về trong nhà có chuyện dẫn tới, không được yên, quan sự đề phòng và gia súc khó nuôi. Sao hạn tử vi nam Mậu Thân 2025, hạn thiên la, tiểu hạn. Thiên la hạn ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Thiên la hạn phải lao đao, dẫu khỏi tật bệnh họa trao phải phòng. Giải nghĩa hạn, hạn thiên la chiếu tử vi nam mạng 1968 năm 2025 có ý nghĩa về năm này chủ mệnh dễ bị đau ốm hay bệnh tật và thường đau ốm lâu ngày. Bệnh tật dễ do ma quỷ quấy phá, bởi vậy cả tinh thần và sức khỏe đều bị ảnh hưởng nhất định. Hạn tuổi tử vi 2025 nam 1968, nam mạng tuổi Mậu Thân năm 2025, phạm kim lâu và hoàng ốc. Vận niên tử vi nam sinh năm 1968, năm 2025, mã trúng đao, xấu. Giải nghĩa, vận niên mã trúng đao còn gọi là mã ngộ đao, tương ứng với hình tượng ngựa trúng thương nên xấu, bất lợi đưa tới cho những công việc có tranh chấp của chủ mệnh tuổi này. Theo tử vi 2025
tuổi Mậu Thân nam mạng, thấy nếu chủ mình cạnh tranh với ai thường sẽ thua thiệt, nên một mình làm việc của mình, công việc dễ bị cản trở. Vì thế bản thân nên duy trì công việc như cũ, hạn chế tiến hành các khoản đầu tư cho lĩnh vực mới. Thời điểm các tháng cuối năm, công việc sẽ được lợi hơn. Tứ trụ tử vi nam mạng Mậu Thân 2025, năm Giáp Thìn, mọi việc đối với người tuổi này không có hướng đi lên. Sức khỏe của bản thân cũng cần lưu tâm vì không tốt, có thể dễ ốm đau. Mọi việc gia đạo năm này cũng khó được như ý muốn. Kết luận tử vi tuổi Mậu Thân năm 2025, nam mạng, năm 2025 là năm đầy thử thách với nam giới tuổi Mậu Thân 1968. Tuy nhiên đừng nản lòng vì vận số cuộc sống không chỉ dựa trên yếu tố vận may mà còn phụ thuộc vào nỗ lực và sự kiên trì của chính bản thân chủ mệnh. Trong năm nay, công việc và tài chính có thể gặp khó khăn và chậm tiến độ, nhưng đừng lo lắng quá sớm vì mọi khó khăn sẽ vượt qua nếu nam tuổi 1968 kiên trì và cố gắng. Về mặt sức khỏe, chú ý đến những vấn đề liên quan đến đường hô hấp và đường tiêu hóa. Tuy nhiên, tình cảm gia đình của anh chị sẽ ổn định và hòa thuận. Cùng với sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình, nam Mậu Thân sẽ vượt qua mọi khó khăn và có một năm mới đầy may mắn và thành công. Vậy là xem đến đây, anh chị đã biết được cảnh báo Mậu Thân 1968 làm gì để được Phật độ, ăn đậm lộc trời, vàng đeo gãy cổ, đổi đời đại gia. Hãy áp dụng ngay những thông tin cần thiết vào cuộc sống để có được một tương lai tốt hơn. Thưa các anh chị thân mến, qua mỗi video, Mệnh Phát Tài luôn muốn gửi gắm đến quý anh chị một điều gì đó để giúp anh chị tốt hơn. Anh chị cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và hãy lắng nghe lời Phật dạy về tướng đàn ông giàu sang phú quý, tiền chất như núi trong nhà như thế nào không? Một cằm tròn trịa, đầy đặn. Anh chị có biết trong nhân tướng học thì chiếc cằm cũng giống như con thuyền chở của cải vậy. Chính vì thế mà những người cằm tròn trịa đầy đặn thì sẽ có thể thu nạp được rất nhiều của cải, tiền tài, phúc khí. Xem tướng đàn ông giàu sang phú quý, tướng cằm này có thể khiến cho họ giữ được tiền bạc mình kiếm ra, không dễ dàng tiêu hoang tiêu phí hết. Có thể nói, đàn ông có nét tướng này cực kỳ biết cách kiếm tiền, cũng biết cách giữ tiền. Nếu sống cùng với người như thế thì chắc chắn cuộc sống của anh chị sẽ cực kỳ êm đềm, sung túc, vững vàng. Đàn ông sở hữu nét tướng này càng về hậu vận thì càng tốt đẹp, tiền bạc đổ như nước về nhà. Với nữ mệnh, sở hữu khuôn cằm này chẳng những đường tài vận của họ rất tốt mà còn là tướng phụ nữ ít phu nữa đó. 2. Gò má đầy đặn. Đàn ông nhất định phải có gò má đầy đặn, bởi điều đó chứng tỏ họ là người cực kỳ tự tin vào bản thân mình, chuyện gì cũng dám thử thách bản thân, dám làm những việc mà không ai dám làm, nhờ thế mà cũng thành công ở mức không ai có thể với tới được. Vận trình tài lộc của những người đàn ông sở hữu nét tướng này cực kỳ tốt. Khi xem tướng khuôn mặt, xương gò má tượng trưng cho ý chí, quyết tâm của một người. Vì thế mới nói, đàn ông mà có gò má đầy thì là người rất dũng cảm, kiên định, có tinh thần cầu tiến. Người như vậy thì muốn nghèo cũng khó. 3. Mũi to, tròn đầy. Xem tướng đàn ông giàu sang hay túng thiếu, nhìn mũi là có thể đoán định được phần nào. Mũi chính là nơi tượng trưng cho tài vận và quan vận của một người. Người có tướng mũi đẹp thì trời sinh tiền tài dồi dào, cuộc sống sung túc. Nhưng nếu tướng mũi không tốt, lỗ mũi bên to bên nhỏ, hai cánh mũi không đều nhau thì sinh chi buồn, đó là người không có duyên với tiền bạc. Đàn ông có mũi to đầy đặn thì chắc chắn là đường tài vận sẽ cực kỳ tốt đẹp. 4. Vai rộng, ngang. Đàn ông với bờ vai rộng trước hết sẽ mang lại cảm giác an toàn, có thể che chở cho người khác. Đối với phụ nữ thì cảm giác an toàn chính là nền tảng cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Không có cảm giác an toàn thì dù trước mắt có là châu báu ngọc ngà hay sơn hào hải vị thì cũng chẳng thể thấy vui lòng. Người đàn ông có bờ vai rộng, mạnh mẽ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không vì khó khăn mà lùi bước. Nhưng nếu vai xuôi xuống thì đó thường là người đa nghi, không dám xuất đầu lộ diện, không dám nhận trách nhiệm. Khi xảy ra cơ sự thì yếu đuối, tuyệt đối không phải tướng người chồng lý tưởng.
Chọn chồng phải chọn người có trách nhiệm. Nếu người đàn ông của anh chị có bờ vai rộng và ngang thì chúc mừng, đó chính là người anh chị nên lấy làm chồng, bởi họ không chỉ sống trách nhiệm mà còn có vận tài lộc dồi dào, chẳng bao giờ thiếu tiền tiêu. 5. Mặt vuông vắn đầy đặn. Đàn ông có tướng mặt vuông vắn thì tính cách cũng như con người rất ngay thẳng, chính trực. Mặt vuông chữ điền, xương gò má không quá cao thì là tướng đàn ông có khí phách, phóng khoáng đại độ, biết cách sống trên đời. Họ chu toàn trong mọi việc, lo toan đâu vào đó. Đặc biệt, đây còn là người biết cách quản lý tài chính, cũng biết cách kiếm tiền, nên chẳng lúc nào phải lo lắng về vấn đề tài chính. Họ còn rất yêu thương vợ con, quả là tướng đàn ông giàu sang còn chiều vợ, hiếm có khó gặp. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian lắng nghe. Tôi không biết vì lý do gì mà giữa hàng trăm, hàng nghìn video ngoài kia mà chúng ta lại có thể gặp nhau tại đây. Nhưng đã hữu duyên như vậy thì Mệnh Phát Tài cũng muốn nhắc nhở quý anh chị giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya quá. Và nếu có những áp lực hay muộn phiền gì thì đừng quên anh chị còn có Mệnh Phát Tài ở bên cạnh. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và luôn giữ vững tinh thần yêu đời và lạc quan. Còn phần 2 sau đây, anh chị phải thật tĩnh tâm mới hiểu và nhận tài lộc được. Anh chị biết vì sao không? Hãy lắng nghe nhé!